tiếp tục công việc anh chị. À, lô đất quý anh chị nha, đường thông 1 tỷ 450 triệu. Bao rẻ luôn quý anh chị ạ, xây tự do đây, hàng xóm xây cái này cấp 4 các lần này, trệt lầu. Đường thông quý anh chị, đường bê tông nha. Thì hôm nay em mang tới cho anh chị mình lô đất giá rẻ 1 tỷ 450 triệu dành cho anh chị nào mà đang cần tìm một lô đất giá rẻ để mình có thể đầu tư hoặc có thể xây một căn nhà để mình ở cho nó phù hợp với tầm tiền vừa phải quý anh chị ha. Đó. À, đường này thì đường bê tông. À, chỗ này phải được hơn 6m, hơn 6m anh chị nha. Đấy, quay phim như này là nó phải được hơn 6m á. À, đường thông mà, đường đẹp luôn. Ở bên đó cũng có một hàng xóm đang xây nhà. Nguyên cái cục này anh chị này là người ta tách lô ra nhỏ từng lô hết rồi ha. Đó, nguyên cái dãy này. Đó, thì hôm nay em có một cái lô đây. Đây sát căn nhà, sát căn nhà quý anh chị ạ. Lô sát bên căn nhà này. Đó, anh chị nào muốn làm hàng xóm của căn nhà này không ạ? Về đây mình xây một căn cấp 4. Xây một căn cấp 4 mình ở quý anh chị nha. Đất là 1 tỷ 450 triệu thì nếu mà anh chị mình xây căn nhà cấp 4 này thì tùy theo anh chị mình xây và nội thất thôi, nhưng mà tầm loanh quanh 300-400 là mình đã xây được rồi quý anh chị ha. Đó, thì tính ra cũng chưa tới 2 tỷ anh chị có một căn nhà đẹp luôn ha, nếu mà mình tự xây. Đó, thì ngày hôm nay em mang tới cho anh chị mình lô đất này. Đó, kế bên căn nhà rất là đẹp, sổ hồng riêng anh chị nhá, mua bán là công chứng chuyển nhượng sang tên luôn nhá, hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho anh chị mình luôn nhá. Lô đất này là 64m², thổ cư 100%, sổ hồng riêng anh chị nhá. Ngang 4m, dài 16m. Lô này là tây bắc dành cho anh chị Tây Tứ Trạch. Đó, dành cho anh chị Tây Tứ Trạch sát bên căn nhà của anh chị nhá. Ở đây thì mình xây tự do, anh chị mình có thể xây cấp 4, 1 lầu, 2 lầu, 3 lầu đều được anh chị nhá. Bên kia cũng có căn xây 1 lầu 1 tùm quý anh chị thấy không? Bên đây cấp 4 ha. Đó, đất rất là đẹp. À, phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa quý anh chị, tỉnh Đồng Nai, chỗ này gần thành phố Di An quý anh chị nhá. Đây chỗ đây là phường Tân Hạnh quý anh chị nhá, gần đường Phạm Văn Diêu quý anh chị ạ, gần công an Tân Hạnh. Đó, chỗ này mình ra công an Tân Hạnh và đường Phạm Văn Diêu rất là gần quý anh chị nhá. Chỉ tầm 300-400m thì thôi. Đây, chạy quẹo ra đây quý anh chị ha. Cái đường này đường bê tông mà đường thông luôn anh chị ạ. Đường thông nên rất là ok quý anh chị nhá. Đó, cái thế đất là ok, đường thông thoáng rất là ok. Đó. Ở đây xây tự do sổ hồng riêng, em Hải chỉ review những bất động sản sổ hồng riêng nên anh chị cứ yên tâm trong vấn đề mua bán nhá. Công chứng chuyển nhượng sang tên luôn, hỗ trợ ngân hàng cho anh chị mình luôn. Đó, mình mua bán là ra phòng công chứng anh chị nhá. Ngoài ra là có hỗ trợ ngân hàng nếu mà anh chị mình trong quá trình mình mua bán mình cần vay ngân hàng, bên em sẽ hỗ trợ luôn. Lãi suất ngân hàng bây giờ rất là ok quý anh chị, chỉ có 7% thôi, ưu đãi năm đầu quý anh chị nhá. Rồi, anh chị mình tưởng tượng này, với diện tích 64m² thì nó cũng giống giống căn nhà này. Đó quý anh chị ha. Đó. Lô đất của mình ở trên đường này nó giống nhau hết, 64m hết quý anh chị. Cái đường này đường bê tông và thông hai đầu đó quý anh chị ha. Rồi, hướng tây bắc anh chị nha. Anh chị nào mà thấy phù hợp mà thấy hợp lý thì mình cứ vào việc anh chị nha, liên hệ em Hải đi xem đất nha. Đất tại phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, gần thành phố Di An, gần thành phố Di An thưa quý anh chị ha. Chỗ này mà qua ngã tư Chiêu Liêu, à không, ngã tư Bình Trị nhé. Nếu mà gần là gần ngã tư Bình Trị hơn. Ngã tư Bình Trị là ở đó có ủy ban phường Tân Bình này, chợ Tân Bình này. Đó, chỗ này mà qua đó chắc tầm khoảng 1,5 km anh chị nhá. 1,5 km nhá. À, chỗ ngã tư Bình Trị và ủy ban phường Tân Bình á. Đó, còn đất mình là phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa. Đây là thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, giáp ranh thành phố Di An quý anh chị nhá. Rồi, một con đường thông, một lô đất rẻ 1 tỷ 450 triệu, 64m², thổ cư hết. Rồi, anh chị nào thấy phù hợp vào việc, em xin cảm ơn.